Các bạn đang nghe truyện Vi Phụ chỉ muốn lẳng lặng nhìn xe mưa trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 848, Kỳ môn thần chủng nhị bạo, cực tận thăng hoa, xuất sắc như thế này đáng vào địa phủ, 4. Lần trước, Du Lễ Thanh đối mặt với trói thần phù của Huyền Thất Sát, chỉ tiếp nổ một hạt chủng tử thôi. Nhưng lần này dường như Du Lễ Thanh đã tự biết mình chắc chắn sẽ chết, nên không còn bất kỳ giữ lại nào nữa. Trực tiếp kích nổ hai hạt thần chủng hắn nhận được một sức mạnh vượt quá giới hạn của cơ thể người, ép cho tinh hoa của nhục thân bộc phát hoàn toàn, tinh hoa của viên đại đan trong đan điền hắn, gần như bị du lễ thanh áp bức hoàn toàn, ánh sáng huyết hỏa đỏ rực, liên tục bắn lên trời. Toàn thân du lễ thanh đã không còn nhìn ra hình dạng nữa, đôi mắt trắng giả, vặn vẹo dưới áp lực của huyết khí cuồng bạo, phía xa. Long thái toàn thân đẫm máu, và thanh điểu hao hết khí huyết dung hợp vào một mũi tên, đều sững sờ. Cuối cùng, trong mắt hai người tràn đầy bi thương bọn họ đều là tiên thiên đại tông sư đều có liên quan đến việc tu luyện võ học thần chủng nên đương nhiên hiểu rõ trạng thái hiện tại của du lễ thanh có ý nghĩa gì mặc dù đã có được sức mạnh tuyệt luân nhưng đó là đổi lấy bằng sinh cơ ngưu ma xung quanh du lễ thanh cháy rực huyết quang vô tận hắn lơ lửng bay lên vô số đá vụn bị huyết khí mạnh mẽ của hắn cuốn lên rồi vỡ vụn thành bụi phấn đôi mắt trắng giả của hắn nhìn chằm chằm vào lý triệt đeo mặt nạ ngưu ma dù là lý triệt vào lúc này cũng cảm nhận được một ý thức đe dọa mạnh mẽ du lễ thanh của thời khắc này dường như đã chạm đến ngưỡng cửa của vũ thánh đại đại tướng quân thanh điểu mặt mày tái nhợt trăng môi không ngừng run rẩy du lễ thanh quay đầu lại trong đôi mắt trắng giả lóe lên một ti phức tạp chạy đi không thanh điểu cắn chặt môi lắc đầu dữ dội ta biết ngươi đang nghĩ gì ngươi biết ơn ta năm xưa đã cứu ngươi ra khỏi đống xác chết nhưng đồ ngốc ngươi chưa từng nghĩ tại sao ngươi lại ở trong đống xác chết sao du lễ thanh nhẹ nhàng nói toàn thân thanh điểu rung lên dữ dội thành trì đó kẻ đồ thành là ta kẻ giết người là ta kẻ diệt cả nhà ngươi cũng là ta ngươi chẳng qua là ta nhìn trúng căn cốt của ngươi thôi ta nuôi ngươi lớn lên chỉ là muốn bồi dưỡng ngươi thành một lợi khí giết người thực sự giọng điệu của du lễ thanh vô cùng lãnh đạm sau khi hắn tiếp nổ hai hạt thần chủng mỗi một phút một giây đều vô cùng quý giá nhưng hắn vẫn giải thích cho thanh điểu vì vậy ta không đáng để ngươi liều mạng vì ta cút đi du lễ thanh quay người lại đối mặt với lý triệt đang lơ lửng trên không mà không một tiếng động thanh điểu như bị sét đánh không thể nào nàng đột một nhìn về phía long thái long thái toàn thân đẫm máu thở hổn hển từng ngụm lớn vào thời khắc này, bị ánh mắt cháy bỏng của Thanh Điểu nhìn thấy, hắn lại có chút xấu hổ quay đầu đi. "Là vương được rồi." Du Lễ Thanh lạnh lùng ngắt lời Long Thái. "Đều cút đi, hai phế vật." Du Lễ Thanh nói xong, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Triệt, "Địa phủ Ngưu Ma, là bổn tướng quân coi thường ngươi." "Không, là bổn tướng quân đã đánh giá thấp sự hèn hạ và độc ác của ngươi." dùng vạn long phục thần bá đạo vô song để thu hút sự chú ý của hắn, kích thích tinh thần hiếu thắng của hắn, đối kháng quyền pháp với ngưu ma. Trong quyền pháp ẩn chứa bột tinh thạch thần tính ngũ lão, bột phấn bay lên, khiến cho lực lượng thần tính của thái tức thoát không thể điều động được cuối cùng. Giấu một chiêu sát thủ là cơ quan thú bậc thấp trong cấp ngũ lão sở hữu sức mạnh của vũ thánh cảnh giới đầu tiên, thật sự là âm hiểm độc ác nhưng đây chính là ngưu ma. Dựa theo tình báo của Tô Hoài Lý, ngưu ma, luôn luôn như vậy là hắn du lễ thanh, đã nghĩ một đằng một nẻo. Nếu đã như vậy, thì cần phải trả giá bằng cái chết. Đáng tiếc, sức mạnh của ngươi quá yếu, nếu có thể đạt đến cảnh giới đỉnh hoa tam hoa, hoặc khai mở kỳ môn thần chủng, có lẽ, vạn long phục thần của ngươi và ta, có thể đối quyền một trận sảng khoái. Đáng tiếc đáng tiếc không đủ sảng khoái. Toàn bộ máu thịt trên người du lễ thanh, bắt đầu rơi rớt từng mảng. Dưới mặt nạ ngưu ma, đôi mắt của Lý Triệt không gợn sóng có thể giết ngươi, chính là sản khoái. Giọng ngưu ma trầm thấp và khàn khàn. Tìm kiếm sản khoái gì chứ, hắn ngưu ma đến là để giết người không giết ngươi, thì cũng sớm muộn bị ngươi giết, trong việc giết và bị giết, lý triệt lựa chọn giết người. Du lễ thanh từng như thiên thần giáng trần, ở ngoài càng nguyên đạo thành, bộc phát ra sát khí kinh thiên động địa. Lý triệt không bao giờ quên được. Muốn đối quyền sản khoái, đợi giết ngươi xong sẽ bắt thần của ngươi lên rồi tính địa phủ ngưu ma đủ mặt dày du lễ thanh sững sờ sau đó cười lên thần nguyên kim đan của hắn ầm ầm nổ tung thần tính mênh mông dung nhập vào cơ thể hắn duy trì sinh cơ của trạng thái bộc phát hiện tại cùng với ý chí võ đạo cực kỳ mãnh liệt hắn cảm nhận được đếm ngược của sinh cơ cảm nhận rõ ràng sự sống đang trôi đi đây chính là cảnh giới của vũ thánh sao du lễ thanh giơ tay lên cảm nhận trạng thái của thời khắc này có một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có ngay sau đó cơ thể hắn xoay một cái trực tiếp hóa thành một dải lụa màu máu tốc độ nhanh đến cực hạn khí lãng nổ tung gợn sóng lan tỏa khó có thể theo kịp thân hình hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền dường như bắt giữ và che giấu vô tận ánh sáng vô số huyết khí sôi trào hóa thành những con rồng thần mạnh mẽ tung hoành ngang dọc một quyền này dù là ánh mắt của lý triệt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng vạn long phục thần gào vô số tiếng rồng gầm vang dội liên tục rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, Lý Triệt giơ tay lên, điểm vào mi tâm, tinh thủ đồng bùng phát ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, hắn điều khiển cơ quan thú bậc thấp ngũ lão, mạnh mẽ đấm ra một quyền, du lễ thanh khóa chặt mục tiêu vào ngưu ma, hắn muốn giết ngưu ma, muốn kéo ngưu ma cùng xuống địa ngục, nhưng con cơ quan thú cấp bậc ngũ lão này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ngưu ma, ầm. Cú đấm cực hạn thăng hoa của du lễ thanh, va chạm mạnh mẽ với nắm đấm khổng lồ đáng sợ của kim cương viên, trên bầu trời cao sóng xung kích thực chất như những vòng tròn đồng tâm lan tỏa ra vô số khí lãng kích thích và dội ra bốn phương tám hướng vô số sương mù bị xé toạc ra đồng thời trong doanh trại tây doanh không ít đại tông sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường cảm nhận được giữa trời đất là huyết khí nóng bỏng và ý chí võ đạo kinh khủng hiểu rằng tại doanh trại của chủ tướng đang xảy ra chuyện lớn vèo 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 tiếng xé gió vang dội từng luồng từng luồng khí huyết như khói sói ầm ầm bốc lên toàn bộ đại doanh tây doanh của thần vệ quân ngay lập tức sôi trào thanh điểu lão đảo thất thần kẻ đồ thành là du lễ thanh kẻ giết người là du lễ thanh kẻ diệt cả nhà nàng cũng là du lễ thanh người đàn ông khiến nàng rung động thanh điểu chỉ cảm thấy như có vô số lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương của nàng những giọt nước mắt màu máu không ngừng chảy xuống từ má nàng tại sao tại sao lại như thế này thanh điểu mở miệng bi thương không gì lớn hơn con tim đã chết nàng không thể phát ra bất kỳ tiếng gào thét nào. Nàng nhìn người đàn ông tiếp nổ hai hạt thần chủng, thiêu đốt sinh mệnh. Nhìn người đàn ông mà nàng hằng mong nhớ, điên cuồng lao về phía cơ quan thú khổng lồ đáng sợ. Sau cuộc chiến giữa tiên và người, nàng nhắm mắt lại, đột một buông cây cung dài trong tay ra. Sau lưng, trong cột sống, một hạt thần chủng màu máu, giống như một trái tim cuốn đầy gân xanh, đập dữ dội. ầm ầm nổ tung, thần chủng, khắp huyết thần phụng sinh tử tiễn trong nháy mắt một mũi tên màu máu như một con phượng hoàng lửa màu máu tái sinh từ cõi chết vỗ cánh mang theo sát khí vô tận kinh khủng bắn về phía ngưu ma địa phủ ngưu ma giết người đàn ông của ta thì đi chết đi mà sau khi thanh điểu bắn ra một mũi tên dốc toàn lực một luồng ánh sáng nhanh chóng xuyên qua ấn đường của nàng đó là viên đạn bồ đề long nha với thần văn huyết hỏa vô thanh vô tức bắn tới đó là cú bắn đến từ mã diện vô tình và lạnh lùng nó đâm xuyên qua ấn đường của nàng xé nát kim đan thần nguyên trong nội hoàng nê hoàng của nàng phá hủy sinh cơ của nàng huyết quang nổ tung sau đầu nàng thanh điểu mở mắt ra nhưng trước mắt nàng chỉ còn một màu máu mờ mịt ầm thanh điểu ngã xuống đất cây cung dài trượt ra xa máu là mờ đôi mắt nàng giống như năm xưa trong thành trì bị tiêu diệt khắp nơi đều là máu ầm Kim Cương Viên và Du Lễ Thanh va chạm kinh khủng, ầm um, ầm um, ầm um, cánh tay khắc đầy ấn ký cơ quan của Kim Cương Viên, ầm um, ầm um, nổ tung, mảnh gỗ linh mục trong nháy mắt như bị thiêu rụi, như thể có hàng loạt xét lửa bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất như rồng lật mình, mặt đất dưới chân Kim Cương Viên sụp xuống càng sâu, bùn đất bắn lên tạo thành một màn che cao hơn chục trượng, mà Du Lễ Thanh cũng, sau khi đánh ra một quyền này, nhìn thấy cánh tay của Kim Cương Viên bị hắn đập nát, khóe miệng nở một nụ cười. Rồi sinh cơ, hoàn toàn tắt liệm gió lốc, tan vỡ, toàn thân huyết khí, chìm vào im lặng, cơ thể rắn chắc như sắt, đột nhiên sụp đổ, tất cả gân cốt đều vỡ nát nổ tung thành một đám sương máu. Sức mạnh quyền kích cực kỳ hung mãnh của kim cương viên, xuyên qua cơ thể của du lễ thanh, bùng nổ thành luồng khí lãng và sương mù lớn phía sau lưng hắn, thi thể của du lễ thanh mất đi sinh cơ, giống như một quả đạn pháo, bắn ngược về phía mặt đất. Long thái râu rìa bay loạn, gào thét phẫn nộ, a à a, à, Hắn liên tục chạy nhanh vài bước, muốn đỡ lấy thi thể của Du Lễ Thanh. Dù hắn biết, thi thể của Du Lễ Thanh vào thời khắc này, không phải là thứ mà hắn có thể đỡ được. Bởi vì nó vẫn còn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cấp bậc Vũ Thánh. Nhưng Long Thái vẫn không do dự lao lên. Ầm. Uhm. Long Thái quỳ gối xuống đất. Hai đầu gối vỡ nát, mặt đất nổ tung thành vô số vết nứt như mạng nhện. Long Thái quay lưng lại, chống đỡ thi thể của du lễ thanh hắn nghe răng cười tao đã nói với mày từ lâu rồi đừng có bảo vệ con rồng cái đó nữa mày cứ không nghe còn chuyện đồ thành là vương gia ra lệnh mày cứu được bao nhiêu người còn bị vương gia trừng phạt sao mày không nói đi đi tán gái không phải như mày đâu đồ ngu ngốc thanh điệu tốt biết bao xinh đẹp chân dài chỉ là ngực nhỏ nhưng chỗ nào cũng không kém con rồng cái đó cùng chết cũng tốt giải thoát rồi Long thái từ từ cúi đầu xuống. Nuốt lấy hơi thở cuối cùng. Thi thể bê bét máu thịt của Du Lễ Thanh, được Long Thái quỳ gối chống đỡ bằng lưng, đứng sừng sững trên mặt đất hỗn loạn đầy khói bụi. Ông huyết quang bắn ra. Kim cương viên bị thương hóa thành ấn, vạn tượng, được Lý Triệt thu lại. Lý Triệt nhẹ nhàng bay đến, rơi xuống trước mặt Du Lễ Thanh đã chết. Dưới mặt nạ ngưu ma, đôi mắt không gợn sóng. Hắn cảm nhận được trong Tây Doanh, từng bóng dáng mạnh mẽ liên tục lao đến khí huyết cường đại cùng với khí huyết ngút trời do quân trận tạo thành vặn vẹo không gian nếu thực sự để du lễ thanh thống lĩnh đại quân dù có kim cương viên trong tay lý triệt cũng không có chắc chắn có thể giết được du lễ thanh tuy nhiên không thể không nói du lễ thanh là một hảo hán dù là thời khắc cuối cùng hắn cũng kích nổ hai hạt thần chủng thực hiện sinh cơ cực hạn thăng hoa cứng rắn đấm cho cơ quan thú cấp bậc ngũ lão của lý triệt một quyền phá hủy một cánh tay của kim cương viên rất là bá đạo hắn là đối thủ mạnh nhất mà lý triệt đã gặp phải cho đến nay tính toán đủ đường mới cuối cùng thắng được hắn thắng rất vất vả hơn nữa trên người du lễ thanh dường như có rất nhiều rất nhiều câu chuyện lý triệt thu lại ngọc càng không đầy vết nứt của du lễ thanh sau đó hắn lặng lẽ nhìn du lễ thanh xuất sắc như vậy địa phủ chư hung nên có một chỗ cho ngươi năm ngón tay xòe ra ấn xuống đầu của du lễ thanh câu thần tích tích hoành, mây chì dày nặng chồng chất sét đánh xuyên thủng màn đêm chạy dài trong đám mây đen đột nhiên luồng sáng nóng bỏng bùng nổ như hòa tan cả gió tuyết sấm mùa đông đã ấp ủ suốt cả đêm cuối cùng không thể chịu đựng được nữa như dòng lũ vừa mở cổng hóa thành những hạt mưa rơi vỡ tan tành từ trên cao vạn trượng mưa như trút nước ầm ầm đổ xuống ánh điện đang xen trắng lượng tung bay tây thành doanh trại thần vệ quân bạc ngàn vị trí đại trướng của chủ tướng đã sớm trở thành một đống phế tích một hố sâu với đường kính hơn mấy chục trượng trông như một đóa hoa tử vong đang nở rộ điểm xuyết trên mặt đất đại trướng của chủ tướng đã biến mất không còn dấu vết lớp đất cứng bị đông lạnh cũng bị lật tung lên hết lần này đến lần khác sự nóng bỏng và khói bụi cuộn tròn từ từ bốc lên trong đống đổ nát Lý Triệt đeo mặt nạ ngưu ma, thân hình vạm vỡ, những bó cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần giơ tay lên, đã có cảm giác như cơ bắp sắp nổ tung. Hành luyện ngưng tụ đến cực hạn, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Năm ngón tay xòe ra, đôi mắt dưới mặt nạ của Lý Triệt, bình tĩnh như giếng cổ, lặng lẽ nhìn thi thể của Du Lễ Thanh, người đã hoàn toàn mất đi hơi thở sống. Một người mạnh mẽ đỉnh cấp, cảnh giới tam hoa, thai tức thoát, cho dù ở trong càng nguyên đạo thành, cũng thuộc hàng nhất đẳng. Nếu không có huyết thần cửu dương kim can viên, con cơ quan thú ngũ lão được ban sáu miếng thần ấn vạn tượng này, chỉ dựa vào thực lực của Lý Triệt, cho dù tính toán đủ đường, cũng rất khó giết được Du Lễ Thanh. Sức mạnh của Long Tượng Thiên Cương quả thực rất lớn, nhưng vì tu vi của Lý Triệt hiện tại mới chỉ bước vào cảnh giới tiên thiên đại tông sư, nên cũng chỉ miễn cưỡng chống lại được quy nguyên cương khí của Du Lễ Thanh, người ở cảnh giới tam hoa đỉnh cấp. Tuy nhiên, quy nguyên cương khí của Du Lễ Thanh vô cùng mạnh mẽ, nếu giao đấu trong thời gian dài lý triệt chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong nếu du lễ thanh không bị trọng thương lý triệt sẽ không có chút cơ hội nào nhưng thế giới này không có nếu lý triệt khẽ thì thầm lý triệt tin rằng nếu tin tức ngưu ma bị trọng thương của hắn bị rò rỉ cộng thêm vị trí bị lộ du lễ thanh chắc chắn sẽ đến giết hắn ngay lập tức lấy mạng ngưu của hắn thêm vào đó là thực lực mạnh mẽ của du lễ thanh lý triệt thực sự ăn không ngon ngủ không yên vì vậy, Lý Triệt không giết Du Lễ Thanh là không thể. Nếu thân phận ngu ma của Lý Triệt bị lộ, Lý Triệt tin rằng, dù có phải đối mặt với nguy cơ đắc tội càng nguyên thần tông, Du Lễ Thanh cũng sẽ đến giết cả nhà hắn. Nếu Lý Triệt muốn sống yên ổn ở thế giới này, hắn phải nỗ lực tiêu diệt tất cả những rủi ro tiềm ẩn. Như Du Lễ Thanh, như Long Nữ Vương Phi, đặc biệt là Long Nữ Vương Phi, ánh mắt của Lý Triệt càng thêm lạnh lẽo, sát cơ nồng đậm. Con mụ điên này, tội không thể tha, bà điên, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi, lần này, coi như ngươi may mắn, nếu lần này, Du Lễ Thanh không đỡ giúp Long Nữ Vương Phi đạo thần phù của phu nhân tông chủ, thì cho dù Long Nữ Vương Phi có sở hữu sức mạnh bán bộ võ thánh, cũng sẽ bị trọng thương. Mưa lớn từ trên bầu trời trút xuống, chưa kịp rơi vào người ông, đã hóa thành mây khói cuồn cuộn. Lý Triệt đeo mặt nạ ngưu ma, bình tĩnh nhìn Du Lễ Thanh trở về từ cõi chết. Tóc đen cuộn trào, đôi mắt rực lửa, Du Lễ Thanh nhìn trầm chầm, chầm Lý Triệt, ánh mắt không rời dường như vẫn còn giữ lại ký ức khi còn sống sau cơn mê man ký ức hiện về giúp ông hiểu được chuyện gì đã xảy ra ký tức mênh mông cuộn trào trong đống đổ nát cuốn theo cơn gió lốc dữ dội ta đã chết ta lại sống rồi du lễ thanh thì thầm ông nhìn thấy thi thể của mình cũng nhìn thấy long thái người đã chết hoàn toàn đang cõng theo thi thể của ông đau đớn hiện lên trên khuôn mặt ta du lễ thanh mở miệng ông nhìn về phía Lý Triệt, nhưng không như Lý Triệt tưởng tượng, ông không vùng vẫy hay chống cự. Lý Triệt khẽ nhướng mày, Bạch Vô Thường Tiết Độc Phu đã đang rụt rịch, dù sao, đây cũng là một vị đại tông sư đỉnh cấp tam hoa, nếu có thể nuốt chửi dù không nuốt được, nhưng cũng trở nên vô cùng vô cùng mạnh mẽ, trở thành bảo bối lớn nhất và uy mãnh nhất của chủ công, chủ công. Giáp trụ của du lễ thanh vang lên len ken, tóc đen bay cuộn trào, đột nhiên ôm quyền trước Lý Triệt. Ông cúi đầu, cái đầu mà khi còn sống chưa từng cúi xuống. Lý Triệt đeo mặt nạ ngưu ma, có vài phần kinh ngạc nhìn Du Lễ Thanh, ngươi không chống cự, Không vùng vẫy. Ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta, cảnh giới của Du Lễ Thanh cao hơn hắn, theo lẽ thường, sẽ như Tô Hách Liên, vị đại chân nhân cảnh giới thai tức thoát kia, khi xuất hiện cầu thần sẽ vùng vẫy và chống cự. Mặc dù sự vùng vẫy và chống cự như vậy đối với Lý Triệt, hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, sẽ vùng vẫy và chống cự, tức là không trung thành, lý triệt có hạ ngạch cầu thần, đương nhiên sẽ không giữ lại, mà có thể tùy ý dùng làm thức ăn cho tiết độc phu, ảnh vệ chân nhân và ngưu thập tam. Du lễ thanh ôm quyền Bởi vì, mạc tướng muốn khẩn cầu chủ công hồi sinh Long Thái và Thanh Điểu. Ngay khi vừa phục sinh, nhìn thấy thi thể của mình, thấy thi thể của Long Thái, nhìn thấy Thanh Điểu bị xuyên thủng mi tâm, ngã gục trên mặt đất, tóc xanh rải rác du lễ thanh đã hiểu mình cần phải làm gì nếu ông có thể sống lại thì long thái và thanh điểu cũng có cơ hội sống lại trong lòng ông vừa kinh hãi trước sức mạnh đáng sợ của địa phủ vừa hiểu được đây là một cơ hội mới một cơ hội hoàn toàn mới một cơ hội tái sinh vì vậy làm sao du lễ thanh có thể chống cự được trực giác nhạy bén cho ông biết vị chủ công ngu ma trước mặt này âm hiểm độc ác tàn nhẫn hành sự dứt khoát nếu phát hiện ra mối đe dọa chắc chắn sẽ tiêu diệt ngay lập tức nếu ông nảy sinh ý định chống cự lúc này e rằng đã bị cho chó ăn rồi không hổ là người làm đại tướng quân quả nhiên thức thời so với tô hách liên vị này có vẻ khôn ngoan hơn nhiều lý triệt thích loại cầu thần thức thời này đặc biệt là sức mạnh của du lễ thanh vô cùng lớn mạnh thực lực như thế này kết hợp với huyết thần cửu dương kim can viên lý triệt cảm thấy cơ hội giết chết con mụ vương phi điên khùng kia đã tăng lên rất nhiều lý triệt hài lòng gật đầu tốt lắm một khi ngươi đã chọn thần phục ta thì ngươi sẽ không thể nào chống lại ta nữa lý triệt mỉm cười nói đây chính là cầu thần chỉ khi vừa mới cầu thần phục sinh mới tồn tại sự chống cự và do dự lúc đó nếu chống cự lý triệt sẽ tiêu diệt ngay nhưng nếu lúc đó chọn trung thành cầu thần sẽ bị đóng dấu hoàn toàn thần phục hắn lý triệt mà tướng không dám du lễ thanh ôn quyền rất tốt nếu đã như vậy thì ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi lý triệt gật đầu năm ngón tay xòe ra hướng về phía long thái và thanh điểu hai thi thể của họ hắc vụ cuộn trào từ từ ngưng tụ thành cầu thần của họ duy trì thực lực khi còn sống hai vị tiên thiên đại tông sư ánh mắt của cầu thần du lễ thanh dao động như thể tâm trạng cũng kích động lập tức xuất hiện bên cạnh hai người họ trấn an cảm xúc của họ để họ không nảy sinh ý định chống cự du lễ thanh cũng lo lắng vị chủ công độc ác dữ tợn của ông ngay khi cảm nhận được ý định chống cự, sẽ không nói một lời nào mà tiêu diệt hai người họ. Như một con quỷ dữ. Ra mắt chủ công, ngay khi cầu thần của Long Thái và Thanh Điểu xuất hiện, họ liền cung kính ôm quyền trước Lý Triệt. Họ không chống cự, thuận theo tự nhiên mà lựa chọn thần phục. Không chỉ vì du lễ thanh, mà còn vì họ cũng thức thời, hiểu được cơ hội sống lại khó khăn như thế nào. Lý Triệt hài lòng gật đầu. Búng ngón tay một cái, ba tôn cầu thần lập tức hóa thành ba viên cờ cầu thần màu đen bắn vào trong bàn cờ thiên địa rơi vào trong bàn cờ ngay sau đó năm ngón tay nắm chặt lại tích tắc trên bầu trời mưa bão cuốn xoáy sấm mùa đông lại một lần nữa nổ tung thân hình của lý triệt đã biến mất trong làng sương dày mã diện thu súng đứng đó giơ tay ấn vào mặt nạ mã diện cả người nổ tung thành mực đen hòa vào làng sương mù đang bị mưa bão rửa trôi dần dần tan đi bàn cờ thiên địa cũng vạn vẹo biến mất trong vô hình ầm 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 trong doanh trại từng luồng khí huyết mạnh mẽ bắn ra các dọc mưa văng tung tóe những bóng trắng mịt mờ lao nhanh tới họ nhảy lên rơi xuống mép hố sâu mấy chục trượng từng người một run rẩy dữ dội vị phó tướng tiên thiên đại tông sư rơi xuống mép hố ngây ngây bước lên một bước những viên đá vỡ bị mưa làm ướt cùng với dòng nước lăn xuống cạnh hố sâu xì. Si, si, si hơi nóng bốc lên trong hố sâu đại tướng quân tây doanh thần vệ quân bình loạn vương đệ tử thứ tư của cơ ma lễ du lễ thanh chết long thái và thanh điểu cũng chết thảm trong đó tất cả mọi người đều cảm thấy ông ông như thể não bộ sắp nổ tung xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện lớn rồi càng nguyên đạo thành phủ đạo chủ thành chủ của đạo thành phần lớn thời gian đều được gọi là đạo chủ bởi vì quản lý một đạo thành lĩnh nam đạo cùng với các châu thành phủ thành trực thuộc phạm vi quản lý rất rộng lớn nên được gọi là đạo chủ ở đại cảnh một đạo một thần tông thần tông có nền tảng sâu sắc cơ bản thần tông nào có thể quản lý một đạo thì nền tảng cũng khởi điểm từ ngàn năm và nhất định có thần thai đại thần tọa trấn vì vậy đại cảnh thiết lập đạo thành đạo chủ mỗi vị đạo chủ đều chắc chắn là cường giả đỉnh cấp ngoài việc quản lý thần vệ đại quân của đạo thành còn có vai trò đối trọng với thần tông. Trấn Miếu Ti và Khâm Thiên Giám cũng thuộc về thế lực triều đình đại cảnh, trong kế hoạch của đại cảnh, đối với các đạo thần tông, ba thế lực này có thể thực hiện kiểm soát hiệu quả. Trong đó, đạo chủ quản lý thần vệ quân, thực hiện răng đe về vũ lực, Trấn Miếu Ti can thiệp vào các ngôi miếu quỷ dị, Khâm Thiên Giám nắm giữ các kỳ vật như thần điêu, thần binh, thần phù, vũ đan, tinh thể thần tính của một đạo thành. Trên thực tế, ở đa số các đạo thành, ba thế lực này liên kết với nhau, quả thực có tác dụng răng đe thần tông. Phủ đạo chủ chiếm diện tích rất rộng, hoa lệ vô cùng. Lưu thương khúc thủy, đình đài lầu cát. Dòng nước chảy quanh co, các tòa lầu cát san sát. Mặc dù mưa đông xối xả, nhưng đập vào lớp tuyết trắng phủ trên mặt đất, lại bắn lên một chút bụi tuyết, trông như tiên cảnh mờ ảo. Long nữ vương phi ngao vũ tâm ngồi trong một gian đình nhàn nhã, bên cạnh là tiểu long nữ ngao thanh thanh của long thần nhất tộc đang ngoan ngoãn đứng đó ngao vũ tâm rất thích ngao thanh thanh mặc dù không phải con ruột của mình nhưng với tư cách là con gái của huynh trưởng ngao vũ tâm nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong nàng thời điểm đó nàng vô lo vô nghĩ một lòng tu hành chỉ là một tiểu long nữ thuần túy nàng từng hóa thành hình người đi lại ở nhân gian cùng người khác phiêu bạc giang hồ uống rượu ăn thịt trải nghiệm cuộc sống của con người chỉ có điều với thân phận là long nữ, danh phận của nàng đã định sẵn rằng nàng không thể quyết định cuộc đời mình. Nàng bị long thần nhất tộc xem như đối tượng kết thân, cả cho người đàn ông đó. Người được xưng là một trong năm phiên vương đỉnh cấp của đại cảnh triều. Trở thành cầu nối liên minh giữa đại cảnh và long thần nhất tộc. Trở thành vật hy sinh. Thân hình của long nữ vương phi đầy đặn, sừng rồng phát ra ánh sáng lấp lánh, đôi mắt xanh thẳm như gương, phản chiếu cơn mưa gió kèm theo sấm mùa đông ầm ầm rơi xuống tiểu cô, dù lễ thanh đó, dù bị trọng thương cũng cố đỡ giúp ngươi đạo thần phù kia, ngươi không đến thăm hỏi ông ta một chút sao? Ngao thanh thanh lặng lẽ đứng bên cạnh long nữ vương phi, tò mò hỏi. Ngao vũ tâm lắc đầu, hàng mi dài khẽ rung động, ta đâu có bảo ông ta đỡ hộ ta đạo thần phù đó, ông ta ra ngoài đỡ một kích này thay ta, nếu truyền về, vương gia sẽ hiểu lầm. Ngao thanh thanh chớp chớp mắt, ở trong tộc địa của long thần nhất tộc, nàng đã nghe nói về sự tích của vị tiểu cô này khi còn trẻ, nghe nói rất là truyền kỳ, còn khiến Long Vương nổi giận. Nghe nói, hình như có liên quan đến vị du đại tướng quân này. Ao, mưa càng ngày càng lớn, sấm mùa đông ầm ầm, thắp sáng màn đêm. Được rồi Thanh Thanh, đừng hỏi nhiều quá, cô cô đưa ngươi đến đây, đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi. Tông chủ của Càng Nguyên Thần Tông là cường giả nổi tiếng ở Đại Cảnh, theo truyền thuyết, người có giáo dục không phân biệt đối tượng, dưới trướng người có một đệ tử, là người của cực Bắc Mang Vu nhất tộc, chúng ta long thần nhất tộc, đương nhiên cũng có cơ hội bái nhập dưới trướng của tông chủ càng nguyên thần tông. Cơ hội này, cô cô hy vọng ngươi có thể dốc hết sức mình để tranh đoạt. Ngươi là long nữ có thiên phú nhất của long thần nhất tộc đời này, tương lai của ngươi ngao vũ tâm nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Nàng không khỏi nghĩ đến số phận của mình, ngày xưa nàng cũng là long nữ cực kỳ có thiên phú của long thần nhất tộc, nhưng thiên phú của nàng lại trở thành xiềng xích số phận của nàng. Thiên phú của nàng thực ra không bằng ngao thanh thanh, có lẽ ngao thanh thanh có thể dựa vào thiên phú để thay đổi số phận long nữ chỉ là công cụ kết thân thì sao nếu ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền cuối cùng của tông chủ càng nguyên thần tông thì mới có thể thay đổi được số phận của mình sẽ không cần phải giống như cô cô ngao vũ tâm nhẹ nhàng xoa đầu ngao thanh thanh nhìn vào đôi mắt gương xanh thẳm của tiểu nha đầu giống hệt như nàng cho dù là cơ hải hội cũng là đôi mắt rồng màu tím không giống với nàng cô cô yên tâm thanh thanh sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi nhất định sẽ cố gắng, Ngao Thanh Thanh mỉm cười rạng rỡ. Ngao Vũ Tâm gật đầu, rót một tách trà nóng, chống khủ tay lên bàn, hai tay cầm tách trà, đôi môi đỏ khẽ mở, trà nóng vào miệng. Vù đột nhiên, cơn mưa gió xung quanh đình nghỉ trở nên như đông cứng lại. Một bóng người uy nghiêm, cầm một chiếc ô, từ từ bước ra từ màn mưa, bước vào trong đình nghỉ. Hả? Ngao Vũ Tâm nhìn về phía người đến, đôi mắt hơi co lại. Thiếu đạo chủ, người đến nhìn Ngao Vũ Tâm với vẻ mặt hơi phức tạp. Vương Phi Vừa nhận được tin tức Tứ đệ tử của Vương Gia, Du Đại Tướng Quân, đã ngã xuống. Hoành hoành hoành, sấm mùa đông ầm ầm, gào thét dữ dội. Đồng tử xanh thẳm của Ngao Vũ Tâm, như thể trong nháy mắt, mất đi ánh sáng. Tách trà trong tay, instan nổ tung, vỡ vụn. Trà nóng bắn tung tóe, nhưng nàng lại không cảm thấy gì, cả người như thể bị rút mất gân rồng, xương rồng và hồn rồng sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Dù là khí huyết mạnh mẽ của Long thần nhất tộc, cũng không thể che giấu được sự tái nhợt và hoảng sợ của nàng. Ngay sau đó, tiêu điểm trong đôi mắt rồng của nàng từ từ trở lại, nhìn chầm chầm vào nam tử hoa phục uy nghiêm, thiếu đạo chủ của càng nguyên đạo thành, nhạc vi chính. Du đại tướng quân, du lễ thanh ông ta chết rồi, nào vũ tâm xác nhận lại một lần nữa với vẻ nghiêm túc. Ngao Thanh Thanh đứng bên cạnh sững sờ, sau đó không khỏi lo lắng nhìn về phía cô cô. Đây là người con trai được gửi gắm tâm thần đã chết, người quan trọng nhất cũng đã chết. Đòn tấn công này chẳng phải là vẻ mặt dữ tợn từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Ngao Vũ Tâm, nước mắt chảy dài từ lúc nào, một nỗi buồn dữ dội hơn cả khi con trai chết tràn đến, ảnh rồng khủng bố đột nhiên múa may sau lưng nàng, gần như muốn hất tung nóc của đình nghỉ, tiếng thét chói tai, là ai? Là ai đã giết Du Lễ Thanh, oành 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 trên bầu trời sấm mùa đông ầm ầm càng lúc càng mạnh mẽ như thể có lôi công điện mẫu đang gào thét tức giận vào lúc này cơn mưa bão hiếm hoi giữa mùa đông vào thời khắc này càng dữ dội hơn năm ngón tay nắm chặt quân cờ phi lôi lý triệt dịch chuyển trở về về đến tiểu viện xưởng cơ phường độc lập ở thính lôi hạng lặng lẽ đứng trong tiểu viện nước mưa lột đột rơi xuống đập vào mặt đất vỡ tan tành nước mưa nhỏ xuống từ mái ngói đen, liền mạch thành một bức rèm châu. Lý Triệt chỉ yên lặng đứng đó, mưa lớn cuồng bạo xung quanh, nhưng lại vặn vẹo trước cơ thể hắn, không thể rơi trúng vào người hắn chút nào. Lý Triệt ngửa đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng vào tia sét trên bầu trời, sấm mùa đông nổ vang, sấm sét đang xen, thời tiết thật tốt. Áo đen trên người Lý Triệt đã bị xé toạc trong trận chiến, giờ đây để trần thân trên cường tráng, hắn cũng lười mặc quần áo. Cứ như vậy, cảm nhận những ti áp lực của thiên lôi trong cơn mưa lôi từ đạo thể cần có thiên thời địa lợi để tu luyện một trận sấm mùa đông khiến mỗi tế bào máu cơ bắp xương cốt của lý triệt đều reo hò vui sướng như thể cả lông tóc cũng đang rung lắc hắn thậm chí không tổng kết và phân tích lại trận chiến nguy hiểm cực độ vừa rồi với du lễ thanh không tổng kết kinh nghiệm về việc đấu quyền với du lễ thanh sử dụng long tượng thiên cương để chống lại tam hoa cương khí cũng không triệu hồi cầu thần của du lễ thanh Long Thái và Thanh Điểu, để hỏi chuyện, thậm chí hắn thích nhất là kiểm đếm thu hoạch trong ngọc càng khôn, cũng không thực hiện. Mà ngay lập tức, ngửa đầu nhìn trời, khao khát sấm sét Tích tắc, mây chỉ như va chạm cọ sát trên cao, tia sét sáng chói vô cùng, như một con rồng khổng lồ uống lượng, hô hấp hít thở trong cơn mưa bão, Lý Triệt chỉ cảm thấy tâm trí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lôi từ đạo thể được tiếp hoạt, cảm nhận, nắm bắt tiếng sấm sét của thiên địa, mượn dao động của âm thanh sấm sét để luyện hóa thể chất thần dị trong sân mưa như trút nước lý triệt cảm thấy thiên địa vào thời khắc này trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi đạo quả lôi từ đạo thể trong lồng ngực đang đập dữ dội là đạo quả mới sinh mặc dù nhịp đập của nó yếu ớt mặc dù nhỏ bé nhưng trong tai lý triệt lại như lôi công đánh trống rung động không ngừng hắn lắng nghe tiếng sấm mùa đông trên bầu trời tiếng sấm khổng lồ rơi xuống như thể được hắn hoàn toàn nắm bắt. Lý triệt ngũ tạng chấn động, gân cốt keo lách cách, không tự chủ được mà cọ sát, phải biết rằng hiện tại, hắn hành luyện vô song, thể phách đã sớm không tầm thường. Nhưng vào thời khắc này, dường như đang xảy ra một sự thoát thai khác thường, tâm trí lý triệt trầm xuống. Trước mắt, ánh sáng lóe lên. Đạo quả, lôi từ đạo thể, level, 1, 15%, tăng lên rồi, đang từ từ tăng lên, mưa sấm xối xả, Lý Triệt đột ngột mở mắt, như có rắn điện tia sét lao ra từ đồng tử của hắn, còn trong cơ thể, cân cốt đồng loạt vang lên, như pháo nổ liên tiếp, ánh sáng lan tỏa khắp 360 khiếu huyệt trên cơ thể. Ngay sau đó, Long tượng thiên cương được kích phát, cương khí sôi sục dữ dội, đột ngột bùng lên, làm nổ tung vô số giọt mưa, hội tụ sau lưng hắn thành một bóng dáng khổng lồ của Long tượng. Gần như lấp đầy cả tiểu viện, trường vực lưu chuyển xung quanh Lý Triệt, như có những đường nét kéo dài trên đỉnh đầu hắn, rồi lại vẽ thành một vòng tròn lớn, từ dưới chân hắn quay trở lại. Cơ thể hắn lơ lửng, bay trên không ở độ cao 10 trượng so với sân. Bàn cờ thiên địa ngăn cách mọi sự dò xét. Không sử dụng khí huyết, cũng không sử dụng thần tính, như thể sau khi trường vực bị ngăn cách, hắn tùy ý bay lên. Lý triệt gian rộng hai tay, trong nháy mắt, như có một tia sét bất ngờ, từ trên bầu trời đêm đánh xuống, tia sét khủng bố, như xuyên thấu cả trời và đất, tựa như một con rắn sét cực kỳ đáng sợ, âm um. tia sét đánh vào nhân gian nhưng vô số thần tính dường như tại thời khắc này bị tia sét dẫn dắt trở nên vô cùng sôi động cực kỳ sôi sục điên cuồng đổ dồn đến chất chồng dưới tia sét khi sấm mùa đông đánh vào tiểu viện nơi lý triệt đang đứng đã mất đi phần lớn sức mạnh của sấm sét đánh vào người lý triệt như tốc độ xe khủng khiếp đâm mạnh vào cơ thể hắn ngũ tạng của lý triệt đều chấn động mỗi lỗ chân lông đều mở toang điên cuồng hút lấy tia sét nổ tung vô số tia điện bắn ra tia lửa tung tóe âm thanh khổng lồ vang vọng trong sân nước mưa bị quét sạch tạo thành những gợn sóng lan tỏa bóng dáng khổng lồ của long tượng do long tượng thiên cương hóa thành vậy mà có tia sét màu xanh lam chạy ra ngoài liên tục cuồn cuộn gầm thét con rồng trong long tượng thiên cương dường như đã nhún màu sấm sét hóa thành con rồng sẹt hung bạo ầm cơ thể lý triệt lơ lửng giữa không trung nhờ lôi từ đạo thể điều khiển trường vực đập mạnh xuống đất nước động dưới đất như hòn đá khổng lồ ném vào hồ nước bắn tung thành sóng trắng. Sảng khoái, trong ánh mắt của Lý Triệt, tia điện chạy loạn, hắn vương vai một cái, gân cốt vang lên, vậy mà như tiếng sấm. Như thể phối hợp với tia sét trắng điện xuất hiện trên bầu trời, đạo quả, lôi từ đạo thể, level, 2, 0%, ánh mắt Lý Triệt mở ra, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Tắm một đạo thiên lôi, đạo quả trực tiếp đột phá lên level, 2, hiệu quả thực sự rất tốt. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể nắm bắt một lần. Lý Triệt ngẩng đầu, đã mất cảm giác dẫn thiên lôi rơi xuống đó. Nếu có thể, hắn càng muốn điều khiển trường vực, bay lên vạn trượng trời cao, tắm trong hồ lôi. Nhưng mà, thiên lôi đáng sợ, hiện tại hắn chưa chắc đã chịu đựng được. Thiên lôi dẫn xuống nhân gian, bị thần tính khổng lồ suy yếu, Lý Triệt lại có thể chịu đựng được. Muốn tăng lên level 3, chẳng lẽ phải bắt cả sấm xuân, sấm hạ, sấm thu một lượt sau, Sấm sét bốn mùa cũng hơi thú vị đấy. Hơn nữa, được tắm trong thiên lôi, hình như Long tượng Thiên Cương của ta cũng có chút biến hóa. Rồng ẩn chứa ý nghĩa của lôi long, vậy còn voi thì sao? Có thể cũng được ban cho đặc tính độc đáo như rồng không? Ánh mắt Lý Triệt lóe lên khi cảm nhận được Long tượng Thiên Cương bắt giữ được tính chất của sấm sét, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ như vậy. Đứng trong viện, Lý Triệt lấy ra một viên vũ đan cấp 5, ừng ực một tiếng, nuốt vào bụng. Hành vách dạ dày co bóp, nghi nát lớp áo đan, dược tính mạnh mẽ lập tức tràn ra, lấy dạ dày làm trung tâm, điên cuồng đẩy ra xung quanh. Lý Triệt nhắm mắt tĩnh tâm, lúc này mới bắt đầu hồi tưởng và phân tích lại dư âm của trận chiến hôm nay. Đạo quả, long tượng kim cang, level, 5, 6%, trước mắt, ánh sáng lóe lên. Long tượng kim cang tăng lên level, 5, quả nhiên rất khó để tiếp tục thoát thai tăng lên hôm nay giao đấu kịch liệt với du lễ thanh như vậy, thế mà chỉ tăng được 5% độ trưởng thành. Nói thật là, không nhiều. Trước đó ở thần điêu lĩnh giết tên thần điêu đại sư Tô Hoài Minh kia, là một chút kinh nghiệm cũng không cho. Cũng chỉ có lần giết tên ngưu thập tam đó, mới được tăng 1% độ trưởng thành. Tuy nhiên, cũng coi như có tăng lên, đạo quả long tượng kim can phản hồi lại, khiến vào thời khắc này, ý chí võ đạo của Lý Triệt như ngưng tụ thành thực chất, cả người đều rơi vào trạng thái như giác ngộ ánh mắt lý triệt mở ra hắn cực kỳ trân trọng trạng thái này vào lúc này hắn tu luyện bất kỳ võ học nào cũng có thể được khai ngộ tốc độ tăng lên cực kỳ nhanh chóng vì vậy hắn sao có thể lãng phí cơ hội này búng tay một cái trong cơn mưa bão cầu thần của du lễ thanh long thái và thanh điểu lần lượt hiện ra ra mắt chủ công vào thời khắc này Trái tim của ba cầu thần đập dữ dội, như thể bị dao động khủng bố của đạo quả Long Tượng Kim Cang nhảy lên kéo theo. Khiến vẻ mặt của họ cực kỳ khó coi, có cảm giác không thể chịu đựng được, gần như muốn nổ tung. Mà vào lúc này, ba cầu thần cũng cuối cùng lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Ngưu Ma Địa phủ. Không vừa theo mối liên hệ mông lung giữa họ và Lý Triệt. Trái tim của Du Lễ thanh rung động dữ dội, mặc dù đã chết một lần, mặc dù Lý Triệt là chủ công của ông nhưng vào lúc này, ông vẫn cực kỳ kinh hãi. Ông không ngờ được, hoàn toàn không ngờ được ngưu ma, không. Không phải ngưu ma, mà là, địa phủ vậy mà là hắn, vị đại sư điêu khắc gỗ đến từ Kim Quang Phủ, ông hòa lễ độ, thật thà chất phát đó, còn Lý Triệt không để ý đến tâm trạng như thủy triều dân của đám cầu thần du lễ thanh. Vào thời khắc này, Lý Triệt đã rơi vào trạng thái thông suốt như được đạo quả phản hồi, như giác ngộ. Trí tuệ võ đạo được nâng cao nhanh chóng, đến một mức độ đủ để người ta ngưỡng mộ, ánh mắt lý triệt bá đạo vô song, ở trung khu mi tâm, máu thịt xé sang hai bên, một con mắt hái sao rực rỡ sáng chói, vào lúc này, đột ngột hiện ra, ánh mắt đáng sợ nhìn thấu mọi thực tại rơi vào người du lễ thanh, rồi lại rơi vào người thanh điểu, bá đạo và không cho phép kháng cự, dâng lên thần chủng của các ngươi, hiến dâng thần chủng võ học của các ngươi, gió mưa gào thét, sấm sét cuồn cuộn, mưa đập vào mái hiên bắn tung tóe vỡ vụn không thể che lấp được giọng nói trầm thấp của lý triệt trong tay du lễ thanh thanh điểu và long thái như thần linh đang ngâm nga du lễ thanh và thanh điểu đều tu luyện thần chủng võ học du lễ thanh thậm chí còn tu luyện hai môn thành công dẫn thần chủng vào bát kỳ môn chiếm giữ hai kỳ môn trước đó du lễ thanh bị trọng thương trực tiếp kích nổ hai thần chủng kỳ môn khiến thực lực bản thân được thăng hoa trong chớp mắt bước vào trạng thái cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể đối đầu với ngũ lão hạ vị cơ quan thú đánh nát một cánh tay của kim cang viên lý triệt khi đó đã thèm muốn hai môn thần chủng võ học của du lễ thanh thanh điểu cũng nắm giữ một môn thần chủng võ học mặc dù thần chủng võ học của thanh điểu chỉ vừa mới thành công chưa được dẫn vào kỳ môn nhưng bùng nổ cũng không yếu ít nhất đối với lý triệt cũng được tính là một môn thần chủng võ học ban đầu Lý Triệt có thể tìm kiếm trong khung càng ngọc của Du Lễ Thanh và Thanh Điểu, nhưng Lý Triệt lại nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Dù sao sau khi câu thần, Du Lễ Thanh các thần bị câu thần phục, không còn hai lòng, ngược lại có thể thông qua họ mà có được thần chủng võ học. Câu thần của Long Thái ở bên cạnh trừng mắt. Chủ công, còn ta? Ta cũng có, ngươi không cần của ta sao? Rô ri của Long Thái rung lên, hưng phấn nói. Sống lại là một điều may mắn, Hiện tại Long Thái tự nhiên muốn dốc hết sức mình để ôm chặt đùi của chủ công. Tuy nhiên, Lý Triệt chỉ liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu, "Ngươi, không cần, ngươi đã bị moi hết rồi." Trước đó, thần chủng võ học, huyết ngạc liệt thiên trưởng chính là lấy được từ khung càng ngọc của Long Thái, đáng tiếc, chỉ là bản thiếu. Vì vậy, Lý Triệt đã sớm hiểu rõ của cải của Long Thái, tự nhiên sẽ không tìm Long Thái nữa. Long Thái như bị sét đánh, lần đầu tiên hướng ngoại đã đổi lấy cả đời hướng nội. Du lễ thanh ôm quyền. Hai môn thần tính võ học mà mạc tướng tu luyện, một là nộ mục thiên vương đồng, một là trượng ma mãn thương nộ mục thiên vương đồng, là môn võ học mà mạc tướng tu luyện từ nhỏ. Sau khi đỉnh tam hoa, mạc tướng đã phụ tu, trượng ma mãn thương, hơn 10 năm, dung nhập vào một trong bát kỳ môn. Nhưng mạc tướng vẫn chưa học được cách cân bằng hai thần chủng kỳ môn, nên không thể sử dụng đồng thời một khi sử dụng đồng thời sẽ gây tổn thương cho bản thân. Du Lễ Thanh không giấu giếm gì, nói hết mọi chuyện, kể cả vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện thần chủng. Lý Triệt đứng trong mưa gió, những mô tả của Du Lễ Thanh về thần chủng võ học liên tục truyền vào tai hắn, bị hắn bắt giữ và ghi nhớ. Lý Triệt trong viện, năm ngón tay nắm lại, vận chuyển khí huyết trong cơ thể, toàn thân gân cốt đồng loạt vang lên. Gió lớn mưa rào, sấm sét ầm ầm lý triệt dựa vào phản hồi của đạo quả long tượng kim cang lại theo lời kể của du lễ thanh nhanh chóng nắm vững thần chủng võ học tâm đắc tu luyện thần chủng của du lễ thanh hầu như không giữ lại gì cũng thúc đẩy quyền cước trong viện diễn luyện thần chủng võ học với ngộ tính võ đạo của lý triệt chỉ cần diễn luyện một lần là cơ bản đã học được có thể coi là nhập môn tuy nhiên lý triệt không đi sâu vào tu luyện sau khi hoàn toàn nắm vững thần chủng nộ một thiên vương đồng theo mô tả của du lễ thanh hắn lại bắt đầu tu luyện, trượng ma mãn thương. Năm ngón tay nắm lại, bác bảo huyền kim lôi long côn lập tức rơi vào tay. Lấy côn làm thương, múa trong mưa gió. Nhiệt độ trong toàn bộ sân đột nhiên tăng cao, khí huyết cường đại như lò luyện đốt cháy, nghi ngã ra, xô tan giá lạnh, bên trong cơ thể, dòng máu như thủy ngân, theo kinh mạch thúc đẩy khí huyết mênh mông, một đạo tiên thiên chân cương tuôn ra, như dao mãn quấn lên lôi long côn, độ khó của thần chủng võ học cao hơn một chút so với võ thánh tuyệt học, quy lực cũng mạnh hơn, thần dị hơn, thậm chí năng lực mà thần chủng võ học sở hữu còn sánh ngang với một số thần tính bí thuật đặc biệt. Nhưng dù độ khó lớn, lý triệt được đạo quả long tượng kim can ban cho, ngộ tính võ đạo ở thời khắc này tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Thần quy minh minh, vật ngã tọa vong. Lý triệt lúc này, như hòa vào trong mưa gió, quyền động, chuyển động, côn động, cả người như dung nhập vào thiên địa, là thiên nhân hợp nhất theo đúng nghĩa đen ầm 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 khí huyết sôi sục nhiệt lãng cháy bỏng bốc lên cao mấy trượng đập mạnh vào khu vực mà thiên địa kỳ bàn bao phủ lý triệt đứng trong sân thân thể trần trụi cơ bắp chồng chất như những khối đá lớn chắn ngang giống như sắc nung đỏ cực độ mái tóc đen nhánh như tia chớp màu mực quất vào luồng khí và gió lốc vô số luồng nhiệt sôi sục ngoằn ngoèo quanh thân hắn ngũ tạng chấn động đều nhảy mạnh ngũ tạng dung hợp với chân ý của năm môn võ thánh tuyệt học Sớm đã được tôi luyện đến mức độ mạnh mẽ khó tin. Hít thở, thông qua lời kể và giải thích của Du Lễ Thanh và Thanh Điểu, Lý Triệt nhanh chóng lĩnh ngộ ba môn thần chủng võ học. So với việc tự mình cầm lấy bí kíp thần chủng rồi từ từ nghiền ngẫm lĩnh ngộ, thì nhanh hơn nhiều, chẳng khác nào có người truyền thụ kinh nghiệm tận tay, tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, thần chủng võ học cũng có mức độ thành thạo, muốn đạt đến trình độ dẫn vào bát kỳ môn cần nắm vững thần chủng võ học đến trình độ đại sư giống như huyết ngạc liệt thiên trưởng, không có cách nào dung nhập vào kỳ môn, vì bản thân khiếm khuyết, cho dù hiện nay có tu luyện đến cực hạn, cũng chỉ là đại thành mà thôi cùng với sự thăng cấp của đạo quả, vô cấu tâm, quy lực của thần thông sơ hình câu thần cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại, số lượng câu thần mà Lý Triệt có thể câu không những tăng lên rất nhiều, mà sau khi câu thần, thực lực của mỗi một câu thần cũng gần như giữ được chính thành thực lực khi còn sống. Như Du Lễ Thanh, Mặc dù có hơi suy yếu nhưng ảnh hưởng của một thành thực lực đó gần như bằng không. Hơn nữa, hiện tại ta đã nắm giữ nhiều thần chủng võ học như vậy, dung nhập vào võ học tự sáng tạo của ta, vạn hóa long tượng, coi như cũng tính là một môn thần chủng võ học. Còn có vạn tượng cử thần cơ quan ấn, cũng được coi là một môn thần chủng võ học. Nói cách khác, hiện tại thần chủng võ học mà ta nắm giữ đã đạt đến 6 môn, cách 8 môn, chỉ thiếu 2 môn nữa, Lý Triệt đứng trong mưa gió, ánh mắt mở ra, cảm xúc hơi lay động. Tám thần chủng dung nhập vào bát kỳ môn, mỗi một thần chủng đều có thể sinh ra 108 đạo tiên thiên chân cương, lại thêm bát kỳ môn kích thích cực hạn cơ thể, nếu thần chủng bát kỳ môn đều mở ra, Lý Triệt cảm thấy mình cho dù không dựa vào kim can viên, cũng có thể dễ dàng đánh nát Du Lễ Thanh, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía câu thần Du Lễ Thanh mặc kim giáp. Đến, chiến một trận. Năm ngón tay của Lý Triệt nắm lại, lôi long côn đột nhiên dơ lên. Du lễ thanh nghe vậy, Ánh mắt lóe lên kim quang, chủ công, đắc tội rồi, ầm. Thương xà tám trượng màu vàng kim cuốn lên, hung hãn đâm về phía Lý Triệt. Trăng rắc răng rắc, sấm mùa đông cuồn cuộn, sau đám mây chì, bóng điện xà thoát hiện rồi biến mất không tung tích. Gió mưa dữ dội gào thét rút xuống từ trên cao, xen lẫn vài bông tuyết. Du Lễ Thanh chết rồi. Tin tức này căn bản không thể giấu được. Một vị đại tông sư vô thượng đỉnh Tam Hoa dẫn động kỳ môn thần chủng, ngưng luyện 81 đạo quy nguyên cương khí, một cường giả cách cảnh giới võ thánh chỉ một bước, mỗi một cử động đều bị các cường giả các bên chú ý, bị thương đã ảnh hưởng cực lớn, huống chi là chết. Đại doanh thần vệ quân ở thành Tây Càng Nguyên Đạo Thành, Tây Doanh. Nước mưa tiếp tụ trên mặt đất, chất thành một lớp dày, những bóng người mặt giáp liên tục dẫm xuống, làm vỡ tan thành lớp nước động như mặt gương. Chủ trướng của đại tướng quân đã trở thành một hố sâu đáng sợ với đường kính mấy chục trượng, xung quanh phế tích, đất đá như bị khí huyết nóng bỏng làm cho tan chảy thành dạng tinh thể. Thi thể của Du Lễ Thanh, Long Thái và Thanh Điểu được đặt ở xa phế tích, che bằng vải trắng. Trong không khí tràn ngập nỗi buồn và sự phẫn nộ. Gió lốc mưa rào, tia sét lóe lên, mưa như trút nước, từng dọc nối thành đường. Một bóng dáng lôi thôi, đeo sau một cái kiếm quán, lão đảo xuất hiện ở rìa phế tích. Tiếng len ken vang vọng, từng binh sĩ thần vệ quân đặt tay lên vũ khí càng nguyên thần tông, hoàng kiếm tử, những ánh mắt cảnh giác dán chặt vào hoàng kiếm tử. Tuy nhiên, phó tướng Tây Doanh, hàng thất chung, một lão tướng được phủ đạo chủ phái đến, cũng là người có đức cao vọng trọng trong Tây Doanh, giơ tay lên. Vốn dĩ, hàng thất chung nên làm đại tướng quân của Tây Doanh, nhưng du lễ thanh từ trên trời rơi xuống, với tu vi mạnh mẽ và thân phận đệ tử của Bình Loạn Vương, đã được làm đại tướng quân. Hàng thất chung cũng không tranh giành, cam lòng làm nền chủ yếu là du lễ thanh thực sự mạnh mẽ, mới đến Tây Doanh, đã từng bước một vết ra. Hoàng kiếm tử bị mưa làm ướt sũng cơ thể, đi đến bên phế tích, thần sắc vô cùng phức tạp. Giữa hắn và du lễ thanh, có nhiều lần giao phong, coi như kẻ địch. Hắn và du lễ thanh tranh giành nhiều năm như vậy, nay lại nghe tin du lễ thanh chết. Sao lại chết rồi hoàng kiếm tử thở dài, lấy ra bầu rượu đầy vết kiếm ở bên hông, rút nút ra. Ao, rượu đục ngầu, hòa lẫn với nước mưa, tung bay quanh quẩn. Đi mạnh giỏi. Thế gian thiếu đi một đối thủ, sao bê hao lông ly. Hoàng kiếm tử kính rượu xong, liền mạnh mẽ dốc một ngụm vào miệng, lão đảo rời đi trong gió tuyết. Hàng thất chung mặt giáp, tóc hoa râm cũng mang theo vài phần cảm khái. Ở đằng xa, tiếng xé gió như sấm vang dội. Đại tướng quân Đông Doanh Nguyên vô kiềm. Đại tướng quân Nam Doanh xà long đao đại tướng quân bắt doanh đái thanh tiêu. Còn có thiếu đạo chủ nhạc vi chính quản lý thần vệ quân của phủ đạo chủ từng cường giả phá không mà đến, cho dù là màn mưa dữ dội, cũng không thể cản trở được thân hình của họ. Vương Phi Long Nữ với gương mặt dữ tợn, cùng nhạc vi chính đi đến, hạ xuống xung quanh phế tích hố sâu. Thân hình nhiễu điệu của Vương Phi lão đảo, đi vài bước, mới cuối cùng đi đến bên thi thể của Du Lễ Thanh. Có tra ra được là ai làm không, nhạc vi chính không nhìn Vương Phi, đối mắt với mấy vị đại tướng quân của thần vệ quân đạo thành, sau đó nhìn về phía hàng thất chung. Du lễ thanh vừa chết, hàng thất chung tự nhiên sẽ được thăng làm đại tướng quân, nhưng hàng thất chung đã rất già, trên thực tế, hàng thất chung đã chuẩn bị hưởng thụ tuổi già. Không ngờ tới, một nhân vật như Du lễ thanh, đệ tử của Bình Loạn Vương, một người mà tương lai chắc chắn sẽ bước vào võ thánh, lại chết nghi ngờ là địa phủ. Hàng thất chung do dự một chút, nói. Địa phủ, theo lời mô tả của mấy vị thống lĩnh, sương mù dày đặc cuộn trào, nhưng dường như bị một lực lượng vô hình ngăn cách điều tra, dao động chiến đấu hoàn toàn không truyền ra, các loại âm thanh đều bị ngăn cách. Người nắm giữ loại sức mạnh này, chỉ có địa phủ. Năm đó địa phủ giết Tô Hoài Lý, cũng là thủ đoạn như vậy, giờ lại, giết chết đại tướng quân du. Hàng thất chung dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, lập tức phân tích được tình hình. Địa phủ, thiếu đạo chủ nhạc vi chính ánh mắt lóe lên một hồi, thì thầm cái tên của thế lực thần bí này hành sự ngang ngược như vậy hiện tại ngay cả du lễ thanh cũng dám dết địa phủ này khiến nhạc vi chính cảm thấy bị đe dọa so với liệt thần cát địa phủ khiến nhạc vi chính kiên dè hơn ít nhất liệt thần cát còn nói quy tắc hành sự cũng có dấu vết nhưng địa phủ này trước đây còn vết giáo đồ thi thần giáo ẩn nấp trong tràng nguyên đạo thành bây giờ ngay cả du lễ thanh cũng vết yếu tố không thể kiểm soát như vậy Phủ thành chủ, cũng không thể làm ngơ được nữa. Ở đằng xa, Vương Phi Long Nữ đứng dậy, trên gương mặt tuyệt mỹ đã không còn bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có lạnh lùng. Địa phủ, xem ra là rồi tô hoài lý chết dưới tay địa phủ, Du Lễ Thanh cũng sợ rằng chết dưới tay địa phủ, nhi tử của ta ở Kim Quang Phủ, cũng bị địa phủ nhắm đến, nghi ngờ bị thế lực địa phủ giết chết. Hiện tại xem ra, chân tướng đã rõ ràng, cái chết của nhi tử ta, chắc chắn là do địa phủ. Vương Phi Long nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ đẹp khuynh thành, băng lãnh cuồn cuộn. Địa phủ Ta muốn, giết sạch địa phủ, tất cả mọi người, tất cả, Vương Phi Long nữ hoàn toàn tuyệt vọng. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời lần lượt ra đi. Nàng đã không còn gì để mất. Hiện tại nàng chỉ muốn báo thù, báo thù bằng mọi giá, càng nguyên đạo thành. Thính lôi hạng. Tiểu viện xưởng chế tác độc lập điện xà du ngoạn trên bầu trời, phong lôi kích động, mưa lớn xối xả. Lý Triệt trở lại dưới mái hiên, ngồi xếp bằng, thay một bộ áo đen sạch sẽ gọn gàng. Toàn thân khí huyết như rồng giận cuốn quanh, mơ hồ có ti điện chạy loạn, tôi luyện huyết nhục, tế bào. Lôi từ đạo thể thoát biến đến level 2, Lý Triệt càng nắm vững lôi từ trường hơn. Hơn nữa, Lý Triệt giơ tay lên, vô số tia sét lóe lên giữa, ngưng tụ thành một quả cầu sét trong lòng bàn tay hắn dòng điện cuồng bạo tràn đầy khí tức dữ dội, tàn sát bừa bãi quất vào không khí. Lôi từ điện cầu, ngưng tụ thành từ thiên lôi, hội tụ khí huyết và thần tính của ta, quy lực không tồi, đối với loài quỷ gần như có tuyệt đối áp chế. Hoàng hoang thiên lôi, chuyên trừ tà quỷ, đã sánh ngang với một đạo tiên thiên chân cương bộc phát của một đại tông sư như Long Thái rồi, Lý Triệt rất hài lòng, đây mới chỉ là lôi từ đạo thể cấp level, hai, vẫn còn rất nhiều không gian để nâng cao vẫn chưa thoát biến ra thần thông sơ hình và thần thông tâm niệm khẽ động. Đạo quả, họa trung tiên, level 3, 85%, đạo quả họa trung tiên, cũng sắp đạt đến cấp level 4 rồi, có thể thoát biến ra thần thông, quả thật khiến người ta mong đợi. Đạo quả, vô cấu tâm, level 4, 80%, đạo quả, kỳ thánh, level 4, 75%, độ thành thục của hai đạo quả còn lại cũng tăng lên không ít, ổn định tăng lên lý triệt rất hài lòng một hít một thở cảm xúc lắng xuống rửa sạch hơi nước mù mịt trong phòng lý triệt ngồi xếp bằng dưới mái hiên mưa liên miên lắng nghe tiếng mưa rơi trên sân gạch bầu trời hơi ửng trắng mưa như có vẻ thu lại một chút lý triệt lấy khôn càng ngọc của du lễ thanh và thanh điểu ra còn khôn càng ngọc của long thái đã bị hắn moi hết từ lâu tâm niệm khẽ động xé tan sự cản trở của khôn càng ngọc Ừm, Lý Triệt liếc mắt nhìn không càng ngọc của hai người, không khỏi có chút kinh ngạc. Một tu sĩ mạnh mẽ như Du Lễ Thanh, Đỉnh Tam Hoa, thần nguyên thai tức thoát biến, chắc chắn là sư tàn cực kỳ phong phú, tuy nhiên ngoài dự liệu của Lý Triệt, Du Lễ Thanh thậm chí còn nghèo hơn nhiều so với tưởng tượng. Lý Triệt búng ngón tay một cái. Câu thần của Du Lễ Thanh, Thanh Điểu và Long Thái xuất hiện, cung kính hành lễ. Thần tính tinh thể cấp 5, chỉ có 7 viên. Lão Du à, ngươi dù sao cũng là đại tướng quân một doanh, sao ngày tháng lại trôi qua căng thẳng như vậy, Lý Triệt nói. Du lễ thanh, vị chủ công này của mình, hình như có hơi, chó. Giết mình, câu thần của mình, lại còn muốn trước mặt mình, chỉ trích của cải khô khang của mình có phải là người không, xin lỗi chủ công, đã làm ngài thất vọng, bình thường, sẽ thưởng cho thuộc hạ một ít. Du lễ thanh nói, võ đan cấp 5 cũng chỉ có hai viên, Ngươi quả thật nghèo hơn tên tô gia thần điêu đại sư tô hoài minh kia rất nhiều. Lý triệt lẩm bẩm nói. Du lễ thanh, đủ rồi đó chủ công, đừng đâm vào tim nữa. Tuy nhiên, sư tàn võ học của du lễ thanh lại rất phong phú, hai môn thần chủng võ học cũng có ghi chép trong đó. Lý triệt đơn giản xem qua, vẫn phức tạp hơn so với việc du lễ thanh tự mình truyền thụ. Thần binh, hoàng kim mãn xà thương tám trượng, ngũ lão hạ vị thần binh ngươi không phải là đệ tử của cơ ma lễ sao? sao lại nghèo đến mức ngoài ý muốn như vậy lý triệt nói du lễ thanh im lặng một lát thần binh ngũ lão hạ vị này chính là sư phụ ban thưởng phối hợp tu luyện thần chủng võ học trượng ma mãn thương sư phụ truyền thụ cho mỗi đệ tử của chúng ta hai môn thần chủng võ học bắt chúng ta phải dẫn thần chủng võ học vào trong kỳ môn mới có thể thử đột phá võ thánh lý triệt nghe vậy trầm mắt đứng dậy bình loạn vương cơ ma lễ một trong năm đại phiên vương của đại cảnh cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của đại cảnh cho dù là tông chủ của các đại thần tông cũng đều kiên dè tô hoài lý quá yếu chưa đạt đến tiêu chuẩn tu luyện thần chủng võ học nhưng ba vị sư huynh của ta đều đã đạt đến tiêu chuẩn nhưng thần chủng võ học của bọn họ là gì do sư phụ thần bí truyền thụ ta không biết trên thực tế thế nhân chỉ biết thần chủng của ta là nộ mục thiên vương đồng nhưng trượng ma mãn thương người biết đến cực ít. Du lễ thanh trầm giọng nói. Lý triệt nghe vậy, cực đầu, còn muốn hỏi gì đó. Câu thần của thanh điểu ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Đại tướng quân, ngài từng nói đồ sát thành trì là ngài, diệt môn là ngài, giết người là ngài. Nhưng mà vì thật sao, Lý Triệt cảm nhận được sự dao động cảm xúc dữ dội của Thanh Điểu. Lại không nói gì, hứng thú nhìn xem. Du lễ Thanh im lặng, dường như có chút, không dám đối mặt với Thanh Điểu nói. Lý Triệt nhàn nhạt nói. Là vương gia ra lệnh, ta tuy không phải là người trực tiếp ra tay, nhưng người dẫn đội, là ta. Du lễ thanh nói. Thân thể câu thần của thanh điểu lão đảo, vẻ mặt tái nhợt đến cực điểm, tay của đại tướng quân, nhưng mà đã nhuốm máu, du lễ thanh lắc đầu, ta chỉ là không ngăn cản mà thôi. Không chỉ là thành trì nơi ngươi sinh ra. Những năm gần đây, vương gia mượn cớ thanh trừ tà nhân thi thần giáo để đồ sát, không chỉ một tòa thành, những người bị giết, không biết bao nhiêu. Lời nói kết thúc. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi, rõ ràng chói tai. Lý triệt nhíu mày, đường đường là bình loạn vương, lại tàn bạo như vậy, tông chủ phân tông càng nguyên thần tông kim quan phủ nam ly hỏa, có thù oán gì với bình loạn vương, du lễ thanh cúi đầu, dưới sự khống chế của ý chí lý triệt, hắn lần lượt kể ra, đồ thành, diệt môn, huyết cừu. Vương gia từng nói, trong mắt cường giả, mà như cỏ rác, giấc lứa này, sẽ có lứa mới trong mắt Lý Triệt hiện lên một tia bừng tỉnh. Thảo nào Nam Ly Hỏa lại căm hận bình loạn vương cơ ma lễ như vậy, vì sao lại muốn giết cơ hải hội? Trong mắt Lý Triệt hiện lên một tia sắc bén. Đồ thành, diệt môn, hành vi như vậy, còn ác hơn cả thi thần giáo. Cơ ma lễ, muốn làm gì, không thể nào vô duyên vô cớ mà đồ sát nhiều thành như vậy chứ, du lễ thanh lắc đầu, không biết có lẽ có liên quan đến việc vương gia muốn đột phá thần kiếp cảnh thần kiếp đồng tử lý triệt co rút lại thần kiếp là gì lý triệt trầm giọng hỏi thần tính tu luyện trên thần nguyên kim đan là thần thai trên thần thai mới là thần kiếp du lễ thanh ngồi xếp bằng cung kính giới thiệu với lý triệt mà cảnh giới thần nguyên phân thành nguyên thần thoát kim thân thoát và thai tức thoát còn cảnh giới thần thai cũng có phân mạnh yếu muốn đột phá thần kiếp cần thần thai trải qua bốn lần thần biến bốn lần thần biến một thần biến thai sinh ngũ tạng hai thần biến thai diễn bách hài ba thần biến thai thoát tứ chi bốn thần biến thai thủ hóa thần lời của du lễ thanh kết thúc lý triệt chỉ cảm thấy dường như bên tai có tiếng ầm ầm thần tính cũng như sôi trào lên thần thai giả sinh ngũ tạng diễn bách hài thoát tứ chi sinh thai thủ hóa thần mới có thể xưng là đại thần người nhập tứ thần biến mới có thể xưng là đại thần ý của du lễ thanh là muốn nói cho lý triệt biết tông chủ của càng nguyên thần tông chính là một đại thần cảnh giới thần thai tứ thần biến nhìn khắp toàn bộ đại cảnh cũng đều là lác đác mà cơ ma lễ cũng là cảnh giới này lý triệt hít sâu một hơi gió lạnh thổi vù vù cuốn theo hơi nóng phun ra thổi bay mái tóc của hắn liên tục tung bay thần thai chi cảnh so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn một chút lý triệt ngẩng đầu lên Nhìn về phía câu thần của Du Lễ Thanh, thần thai có tứ thần biến, vậy còn võ thánh, câu thần của Du Lễ Thanh nghe vậy, cung kính nói, cảnh giới võ thánh tương đương với thần thai, đại tông sư vô thượng tam hoa tụ đỉnh, có thể bước vào võ thánh. Võ thánh giả, hợp với thiên địa, ý chí võ đạo dung nhập vào thiên địa, thuần túy nhất, có thể mượn lực lượng của thiên địa làm sức mạnh của bản thân. Vô Song cường giả trong võ thánh, giơ tay nhấc chân, có thể khiến thiên tượng biến hóa, phong vân biến sắc là tồn tại cường hãn dùng khí của bản thân, cải biến khí của thiên địa. Võ thánh giả, giống như thần thai tứ thần biến, cũng phân thành bốn loại cảnh giới biến hóa, gọi là võ thánh tứ khai. Cho dù hiện tại chỉ là một câu thần, nhưng Du Lễ Thanh cũng lộ ra vẻ hướng tới và mong đợi. Bởi vì hắn biết, cho dù hóa thành câu thần của Lý Triệt, nhưng vẫn chưa bị chặt đứt không gian thăng cấp, vẫn còn cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn, chạm tới cảnh giới cao hơn. Tiêu độc phu chính là tấm gương võ thánh, tứ khai, lý triệt nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang. Tứ khai là gì? Võ thánh tứ khai, khai nhân đan, khai khí hải, khai sơn kính, khai thiên môn. Ào, nước mưa rơi không ngừng. Lý triệt thu du lễ thanh và những câu thần khác lại thành quân cờ, đặt trên thiên địa kỳ bàn. Cả người hơi mơ màng. Nhìn những dọc nước lan ra, từ từ thở ra một hơi. Con người khi đến một độ cao nhất định, sẽ nhìn thấy ngọn núi cao hơn thế giới luôn là núi liền kề núi chỉ khi nào vượt qua một ngọn núi mới có thể nhìn thấy phong cảnh mới tu hành cũng là như vậy bất kể là võ đạo hay thần tính đều là như vậy sau một cuộc trò chuyện với câu thần của du lễ thanh lý triệt mới thực sự hiểu được cảnh giới tu hành cao của thế giới này sự phân chia cảnh giới tu hành của tầng lớp thực sự đứng trên đỉnh cao thần thai tứ biến võ thánh tứ khai lý triệt không khỏi nghĩ đến lần chiêu thần trước đây ngón tay màu xanh sừng sững trong khe hở quái lạ lực lượng đáng sợ khiến hắn bây giờ nghĩ lại cũng nghẹt thở chủ nhân của ngón tay màu xanh đó nhưng mà là tu vi gì đại thần thần thai thai thủ hóa thần hay là tuyệt đỉnh võ thánh khai thiên môn thậm chí là trên hai người đó trong mắt lý triệt lóe lên tia sáng toàn thân lông tơ dựng đứng vốn dĩ tạo ra cơ quan thú ngũ lão vị giai lại có long tượng thiên cương cùng du lễ thanh đối đầu mà không bại trong lòng lý triệt không khỏi có chút tự mãn và đắc ý cảm thấy mình ở trên thế giới này đã có tuyệt đối bảo vệ được an toàn cho thê nữ nhưng bây giờ lý triệt mới hiểu được hắn ở thế giới này vẫn như đi trên băng mỏng tuy nhiên ta như vậy mới thú vị ta chậm rãi leo lên sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể leo lên đỉnh tuyệt đối trở thành chỗ dựa của thê nữ để thê nữ an toàn vô ư hắn đứng dậy mưa càng ngày càng nhỏ lý triệt nhìn về phía chân trời mây chì dường như có dấu hiệu tan đi hắn lấy thần tính tinh thể ra đưa cho phân thân họa trung tiên để mỗi phân thân họa trung tiên cố gắng tu luyện hắn đứng dậy vương vai một cái toàn thân gân cốt đồng loạt vang lên cái chết của du lễ thanh chắc chắn sẽ mang lại dao động lớn cho toàn bộ đạo thành nhưng có liên quan gì đến lý triệt một thần điêu đại sư thật thà chất phát hắn ra khỏi thính lôi hạng bước về phía sâu trong ngõ ánh đèn vàng mờ mờ tỏa sáng, chiếu vào những cơn mưa đông dày đặc. Vài ngày không gặp, đại hắc cẩu dường như lại mập thêm một vòng, ánh mắt của Lý triệt đảo một vòng trên người đại hắc cẩu, khiến đại hát cẩu không khỏi cảnh giác, cảm thấy chó này lại muốn xoa đầu chó. Ông chủ mặc một bộ đồ trắng, ngồi ở cửa, nghe tiếng gió thổi chung kêu, hút thuốc, khói thuốc lượng lờ, vô cùng thư thái. Tâm trạng của Lý Triệt rất tốt, quét sạch sự mơ hồ phía trước, đi vào trong nhà hàng. Ông chủ, ta sắp chuyển vào trong thần tông rồi có thể ngày nào cũng gặp tịch tịch cũng có thể ngày nào cũng đưa tịch tịch đến nhà hàng lý triệt cười nói ông chủ nghe vậy mắt sáng lên đại hát cẩu đang ủ rũ cũng đột nhiên ngẩng đầu lên đại hát cẩu thè lưỡi ngươi là tên khốn nạn cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt ông chủ dập tắt điếu thuốc trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi hiện lên một nụ cười nhẹ chờ chút sau đó ông chủ đứng dậy áo trắng bay phấp phới đi vào trong bếp. Lý Triệt mặc áo đen, ngồi trên ghế, vắt chéo chân, đắc ý cẩu tử, lại đây, Lý Triệt vẫy vẫy tay về phía đại hát cẩu. Đại hát cẩu lập tức nheo mắt lại. Xoa một cái, ngày mai ta sẽ đưa tịch tịch đến tìm ngươi chơi. Đại hát cẩu lập tức trợn to mắt, nó đã biết, ánh mắt tên Lý Triệt khốn kiếp này nhìn nó không đúng ngay từ khi vào quán, chó có thể giết, không thể nhục, chó cũng có giới hạn, đại hát cẩu nghiến răng nghiến lợi, một lát sau, Lý Triệt nhẹ nhàng xoa đầu đại hắc cẩu đang nằm dưới chân hắn, ấm ức như bị sỉ nhục. Hai mắt chó to lớn dường như đang ngưng tụ những giọt nước mắt nóng hổi. Lông đen cực kỳ mượt mà, như gấm tốt, lòng bàn tay đặt lên, như thể đã bôi một lớp dầu, trơn tuột chảy qua, nhưng lại không hề có cảm giác nhờn, như có một làn gió nhẹ lưu động giữa mỗi sợi lông chó. Theo sự vuốt ve, gió nhẹ giữa những sợi lông chó phản hồi bắn vào ngón tay. Cảm giác chạm vào cực tốt. Mà Lý Triệt nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ. Nhẹ nhàng xoa đầu đại hắc cẩu. Tâm thần lại chìm vào trong thiên địa kỳ bàn. Chỉ thấy, mỗi lần xoa đầu chó, đều có thể cảm nhận được thi thần ấn đang bị trấn áp trong thiên địa kỳ bàn liên tục rung động khi lần rung động cuối cùng kết thúc. Quá trình luyện hóa thi thần ấn này, cuối cùng cũng hoàn thành lần rung rẩy cuối cùng nhân trượng cẩu thế, luyện hóa thành công, trong bàn cờ thiên địa. Khí thi và tử khí đậm đặc, thuần túy cuộn trào, không ngừng biến hóa thành một khuôn mặt kỳ dị, vạn vẹo, dữ tợn. Đó là thần ấn của thi thần. Sau khi giết ma đồng, thần ấn bắt được đã sớm bị Lý Triệt thu hồi. Tuy nhiên, luyện hóa thần ấn không phải chuyện đơn giản. Hầu như ngày nào Lý Triệt cũng dành thời gian, sử dụng tâm thần vô cấu để thử luyện hóa thần ấn. Nhưng, cấp bậc của thần ấn quá cao, cao hơn xa tử mẫu ấn của thất nguyên thi chú mà hắn từng có. Theo như cấp bậc mà Lý Triệt hiểu được từ Du Lễ Thanh, thần ấn này không chỉ sánh ngang thần thai cảnh. Lý Triệt dự đoán, cấp bậc của nó đã đạt đến tam biến hoặc thậm chí là tứ biến thần thai. Vì vậy, muốn luyện hóa thần ấn này, đối với Lý Triệt mà nói, không phải chuyện dễ dàng. Dù đã dùng bàn cờ thiên địa áp chế thần ấn này, nhưng cũng cần thời gian dài để mài mò tuy nhiên lần trước sau khi lén xoa đầu con chó mực trước nhà hàng lý triệt lại mơ hồ cảm thấy thần ấn bị trấn áp trong bàn cờ thiên địa đang rung động trong lòng lý triệt kinh hãi tưởng mình hoa mắt nhưng qua phản hồi của đạo quả kỳ thánh hắn xác định rõ ràng chính vì lén xoa đầu chó mà thần ấn lại có phản ứng lần này lý triệt đến đây chính là để xác định lại âm um. khi ti tử khí và thi khí cuối cùng lắng xuống ý chí phản kháng lưu chuyển trên thần ấn cũng hoàn toàn biến mất lý triệt biết rằng thần ấn này cuối cùng hắn cũng hoàn toàn luyện hóa được dựa hơi một người một chó lực hợp lại luyện hóa thành công thần ấn trong mắt lý triệt lập tức hiện lên một nụ cười vui mừng gió nhẹ lay động ngoài nhà hàng mưa lất phất rơi lý triệt nhẹ nhàng xoa đầu chó tâm trạng cực kỳ vui vẻ tuy nhiên trong lòng hắn cũng hoàn toàn xác định được một điều ông chủ nhà hàng và con chó này có lẽ cấp bậc còn cao hơn cả hắn tưởng ông chủ và con chó này có lẽ ít nhất đều là đại thần thần thai tứ biến võ thánh tứ khai tồn tại cường đại cấp khai thiên môn chỉ cần xoa đầu chó dính chút khí tức của nó mà khiến thần ấn rung động con chó này rốt cuộc là hung dữ đến mức nào ngay cả quỷ cũng sợ chẳng lẽ từng cắn thi thần lý triệt vừa nhẹ nhàng xoa đầu chó vừa suy nghĩ đừng nói càng xoa càng nghiện rắc rắc sấm đông ầm ầm mưa lạnh sen lẫn những bông tuyết sột soạt rơi xuống gió thổi cuốn theo hơi nước lạnh bút phả vào mặt lý triệt hơi nheo mắt lại cũng không khỏi cảm thấy vài phần thư thái có lẽ khi công thành danh toại nữ nhi lớn không có thể tự bảo vệ mình một mình hành tổ thiên hạ khi đó trên nền thành trì phồn hoa mở một quán ăn nhỏ yên tĩnh nuôi một con chó mực mỗi ngày xoa đầu chó hóng gió chiều nấu ăn thư thái biết bao lý triệt đã bắt đầu mơ tưởng về cảnh nghỉ hưu như vậy đáng tiếc thế giới này quá nguy hiểm lý triệt muốn thực hiện được ước mơ nghỉ hưu này hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ còn kém xa lắm khi ngươi có đủ thực lực nhưng chưa đủ mạnh để trấn áp mọi phong ba thì rất khó để giữ mình vì sóng gió sẽ tìm đến ngươi mùi thơm nồng nàn từ trong bếp bay ra ăn cơm thôi giọng nói thanh đạm của ông chủ mang theo một loại dao động khiến lòng người bình yên nghe thấy vậy con chó mực lập tức lao ra thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lý Triệt, nhè răng về phía hắn. Như thể đang nói, xoa cũng xoa rồi, hãy thực hiện lời hứa đi, nhớ đưa Hi Hi đến chơi với tao, đừng là một kẻ tồi tệ không giữ lời hứa, Lý Triệt không nhịn được nở nụ cười, cả đời Lý Triệt ta hành sự, thẳng thắng đường đường. Sau đó, hắn xoa tay, chui vào trong nhà hàng. Ông chủ là một món, địa tam tiên, cà tím, ớt xanh kết hợp với khoai tây, nước sốt sền sệt rưới lên trên, tỏa ra mùi thơm nước mũi. Bên cạnh còn có một bát cơm trắng nóng hổi, từng hạt trong veo và một bình rượu huyết long. Rửa tay đi. Ông chủ liếc nhìn Lý Triệt, nhíu mày nói. Lý Triệt ngẩng ra, sau đó vẫy tay một cái, nước mưa lập tức cuốn đến rửa sạch bàn tay hắn, rồi hóa thành những giọt nước bắn trở lại màn mưa. Lý Triệt ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong phút chốc, cảm giác căng thẳng giữa sống và chết trong trận chiến với Du Lễ Thanh hoàn toàn tan biến, toàn thân thư giãn sấm mùa đông khá hiếm tuyết mùa đông mới là bình thường mưa hai ngày không khí trở nên vô cùng lạnh có lẽ tăng thêm vài phần lạnh ẩm của mưa không khí lạnh như sống dậy liên tục chui vào khe hở quần áo của người ta ánh sáng ban mai lờ mờ càng nguyên đạo thành nội thành lưu hương hạng trong tiểu viện sân nhỏ đã nhộn nhịp từ sớm trương nhã sau khi biết lý triệt thành công thăng chức thành trường lão của thần điêu lĩnh tâm trạng vui vẻ hẳn lên thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha